Ăn chưa? Rồi, sẵn sàng chưa? Sách vở đầy đủ chưa? Đây rồi, cô đã rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy màn hình cô chia sẻ chưa? Dạ Đang rồi thấy cô, không? dạ rồi, À, bây giờ dạ bạn rồi. nha. Dạ thấy cô. Sao em? Rồi các bạn tắt mic đi. Tắt mic, mở cam ha. Rồi bây giờ quan sát, các bạn quan sát màn hình đi cô. Cho cô biết nội dung của những bức hình này. Cô có 6 bức hình, cho cô biết nội dung của từng bức hình nào. Cô mời bạn cắt tường. Thưa cô, bức hình một là có ngày và đêm, bức hình hai là trời mưa, bức hình ba là sóng thần, bức hình bốn là nơi đông người, bức hình năm là đánh cá, bức hình sáu là cầu vồng. À, bạn Tường Hay trả quá. lời rất là tốt ha. Hình số 1 là hiện tượng ngày đêm ha, ban ngày ban đêm. Hình số 2 là trời mưa. Hình số 3 là hiện tượng sóng thần. Hình số 4 là dân cư đông đúc. Hình số 5 là nội dung đó là gì? À, thuyền nó đang đánh cá. Hình số 6 là cầu vồng. Rồi các bạn có thể kể thêm các hiện tượng thiên nhiên hàng ngày mà các em quan sát được. Hàng ngày chúng ta còn quan sát được những cái hiện tượng thiên nhiên nào nữa? Tôi mời bạn Thanh Trà. Con hoạt động những hiện tượng thiên nhiên là hạn Hạn hán. Rồi mình còn nhìn thấy là mặt trời mọc, mặt trời lặn, rồi trăng, vân vân, rất là nhiều những hiện tượng khác. Rồi, cảm ơn bạn, các bạn bỏ tay xuống đi ha. Rồi, như vậy thì đó chính là các hiện tượng địa lý. Những cái hiện tượng đó mình sẽ được tìm hiểu kỹ hơn qua môn địa lý. À, vậy thì tại sao chúng ta cần học địa lý? Và chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này qua bài mở đầu. Cái như qua bài mở đầu, tại sao cần học địa lý? Ghi vào vở nha các bạn. Một nhỏ, sự lý thú của việc học môn địa lý. Ơi Thật sự là địa lý cho cái quyển có không? không em, mỗi môn một quyển cô nói rồi mà, địa lý viết riêng Dạ nha. không. Dạ không. Rồi, Ừ, coi anh em luôn rồi cô ơi. địa lý viết riêng ha. Em đã ghi vô bài lịch, em đã ghi vô bài lịch Lỡ ghi rồi thì em luôn sẽ đi qua vở địa lý nhé. rồi. Dạ. Ừ, Có ghi thì mở chắc đầu là bài không cô? sao em? Có ghi bài mở đầu không cô? Ủa, cô nói là các bạn ghi bài vào mà. Cô nói là ghi bài, các bạn không nghe hả? Bài mở đầu, tại sao cần học địa lý? Một nhỏ, sự lý thú của việc học môn địa lý. Thảo ghi chưa con? Thanh Thảo ghi bài chưa? Tự giác ghi nhá. Ghi xong chưa Dạ Thảo? rồi. Dạ rồi. Rồi. Dạ Đạt chưa ơi, cô? em quay thì sao để con nhìn thấy cái mặt của em á? Em quay lên trần nhà mất rồi. Cái đầu đẹp ghê luôn. Rồi tiếp tục nhá. Rồi các bạn quan sát cho con. Dạ. Đây là núi, núi lửa ở Nam Cực và những trận phun trào tuyết. À, bình thường mình thấy núi lửa là sẽ phun ra lửa, là dung nham.
Nhưng mà ngọn núi lửa này thì lại không phun ra dung nham mà lại phun ra tuyết. Đây các bạn, à, nó phun ra tuyết. Nhìn từ xa này các bạn, nó phun ra tuyết. Các bạn thấy kỳ không? À, rất là kỳ. Đây là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ. Và muốn biết thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua môn địa lý. Ừ, mình sẽ giải thích được những vấn đề đó. Rồi, mình đang ở Việt Nam nhưng mình nhìn thấy được cái lục địa Australia rộng lớn. Đúng không? Rộng hơn cả mặt trăng. Đúng không? Vậy thì mình biết được cái điều này cũng là nhờ học môn gì? Môn địa lý. À, rồi, mình biết được cái hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ xuất hiện ở Việt Nam. Đây các bạn thấy không? Hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ xuất hiện ở Việt Nam. Vậy thì mình cũng biết được những cái hiện tượng này là qua việc học môn môn địa lý. Rồi các bạn đọc cho cô có thông tin. Thông tin này có trong sách giáo khoa này. Từ xa xưa, người dân vùng biển đã quen với nhịp điệu của thiên nhiên. Họ ra khơi vào chiều muộn và trở về với thuyền đầy ắp cá vào sáng hôm sau. Bây giờ các bạn thử suy nghĩ trả lời cho cô xem. Tại sao người dân vùng biển thường ra khơi vào chiều muộn và trở về vào sáng hôm sau? Tại sao người ta lại ra khơi vào chiều muộn và trở về vào sáng hôm sau? Cô thấy tín hiệu trả lời từ bạn Cát Tường. Cô mời bạn Cát Tường. Hello cô. Không, theo câu trả lời của em là tại sao người dân vùng biển thường ra khơi vào chiều muộn và trở về sáng hôm sau, là em nghĩ là khoảng thời gian đó thì chắc sẽ nhiều cá hơn bình thường. À, ra ngoài khơi nhiều cá hơn. Rồi, câu trả lời của bạn là chưa có chính xác cho lắm. Sở dĩ người ta ra khơi vào chiều muộn là người ta lợi dụng sức gió. Tàu thuyền chạy xuôi theo chiều gió sẽ ít tốn nhiên liệu hơn. Ban đêm, do nhiệt độ trong đất liền giảm nhanh hơn so với biển, vì vậy vào thời điểm đêm, nhiệt độ mặt đất thấp hơn nên gió sẽ thổi từ đất liền ra biển. Và khi gió thổi từ đất liền ra biển mà người dân ra khơi vào thời điểm này thì nó sẽ góp phần đưa thuyền ra khơi, tiết kiệm được cái nguồn nhiên liệu. À, ngược lại, các bạn tắt hết mic đi cho cô nha. Ngược lại, thì ban ngày đất liền lại tăng nhiệt độ nhanh hơn so với biển, nên gió lại thổi từ biển vào đất liền. Vậy thì vào buổi sáng, người ta sẽ đưa tàu thuyền từ ngoài khơi vào đất liền, à, để tiết kiệm cái nguồn nhiên liệu. Rồi, tiếp tục. Từ cuộc sống hàng ngày, cha ông ta đã đúc kết rút ra được những cái bài học kinh nghiệm và thể hiện qua các câu ca dao tục ngữ. Ví dụ, chớp đông nhây nháy, gà gáy thì mưa. Hay cơn mưa đằng đông vừa trông vừa chạy. Vậy thì các em dựa vào cái sự hiểu biết của mình, nêu ý nghĩa của các câu ca dao tục ngữ này cho cô nào. Chớp đông nhây nháy, gà gáy thì mưa. Câu này có ý nghĩa như thế nào? Bạn Yến Nhi ơi, học địa lý có cần phải dùng kéo không em? Các bạn tập trung nha, cô thấy một số bạn làm việc riêng nè. Các bạn thật sự nghiêm túc thì việc học mình mới có hiệu quả được. Rồi bạn Hoài Thu lại còn vừa học vừa bồng em nữa hả? Thu ơi, nhà không còn ai hả em? Em dạ. Nhờ người nhà bồng em cho mà học chứ, như vậy sao mà học Thu? Tiết học chứ không phải giờ chơi em nha. Học thì phải nghiêm túc. Em cố gắng nhờ người nhà hỗ trợ em trong việc trông em đi. Rồi em tập trung vào việc học, lúc nào rảnh rỗi học bài xong thì em phụ ba mẹ việc trông em cũng được nha. Ngồi học nghiêm túc ngay ngắn cho cô Thu. Rồi cô chưa thấy bạn nào đưa tay hết. Khó quá phải không? Rồi các bạn suy nghĩ này, chớp đông nhây nháy, các bạn biết sấm chớp không? Sấm chớp, chớp á, những cái tia chớp trên đầu bầu trời á các bạn. À, chớp ở phía đông, các bạn nhìn thấy sấm chớp, các bạn nhìn thấy những cái tia chớp ở phía đông nhây nháy, tức là nó chớp liên tục. À, chớp liên tục vào lúc gà gáy. À, mình nhìn về phía đông, mình thấy chớp liên tục vào lúc gà gáy thì trời sẽ mưa. Đó là kinh nghiệm của người xưa khi mà nhìn lên bầu trời để dự đoán về thời tiết. Rồi cơn mưa đằng đông vừa trông vừa chạy, tức là cái cơn mưa xuất hiện ở đằng đông thì
khả năng lớn nó sẽ đến cái nơi chúng ta đang sống. Do đó là chúng ta phải lo chạy. Rồi đó là ý nghĩa của các câu video. Như vậy thì khi mà mình hiểu, mình biết được những cái hiện tượng tự nhiên đó thì mình sẽ có cách ứng xử phù hợp. Những điều này mình sẽ có được những cái kiến thức, những kỹ năng đó qua môn địa lý. Như vậy khi học địa lý thì chúng ta sẽ khám phá được những điều lý thú về địa lý, rồi chúng ta sẽ giải thích được các hiện tượng thiên nhiên. Rồi các bạn ghi bài vào vở cổ. Các bạn chú ý ghi bài nha. Xong rồi chờ các bạn ghi chậm một xíu thôi. Nếu bạn ghi chậm thì cố gắng ghi nhanh hơn một chút nào. Tôi nhìn thấy nhiều bạn đang ghi. Em xong rồi cô. Rồi ok. Em xong rồi cô. Bây giờ cô thấy là các bạn ghi xong rồi cô sẽ tiếp tục ha. Mình ghi xong mình nghiên cứu bài mới tiếp cho cô ha. Rồi mình tiếp tục nha, bạn nào mà chậm quá không kịp thì mình có thể chụp lại màn hình. Dù là dùng điện thoại hay máy tính cũng có các phần chụp hình màn hình hết á. Rồi chúng ta sang phần 2 nhỏ, vai trò của địa lý trong cuộc sống. Rồi một bạn đọc cho cô cái câu chuyện về Tilly Smith. Câu chuyện về một thiên thần bãi biển cho cô. Trong sách giáo khoa các bạn có đó. Một bạn đọc to rõ cho cô. Cô mời bạn Khoa. Trả thân cô là ngày 26 tháng 12 năm 2004 là ngày xảy ra cơn sóng thần khủng khiếp, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng ở các nước Nam Á khi đang dạo chơi trên bãi biển. Tiêu Ly phát hiện những thay đổi kỳ lạ của biển và bài học và thảm họa sóng thần trong giờ địa lý chợt lóe lên trong đầu cô bé. Ở phía xa đại dương đột nhiên nổi lên một cơn sóng rắn rất lớn, nước biển đột nhiên rút xuống để lột ra một khoảng trống lớn, những bong bóng nước lớn trỗi lên. Đó là dấu hiệu của một trận sóng thần. Ngay lập tức cô bé nhờ cha mẹ liên lạc với nhân viên bờ biển, nhanh chóng yêu cầu du khách rời đi. Chỉ vài phút sau, ngọn sóng thần đổ ập vào nước gọn bãi biển. Rồi cảm ơn bạn. Qua câu chuyện bạn vừa đọc, em phải cho biết Tiêu Ly đã tránh được sóng thần nhờ có kiến thức và kỹ năng địa lý nào? Nhờ kiến thức và kỹ năng địa lý nào đó cô ơi? Bạn Tài trả lời nào? Đào Lê Tài. Dạ.
nhận thưa cô là Emily đã tránh được sóng thần nhờ các kiến thức và kỹ năng trong bài học về thần hạt sóng thần trong nhà học địa lý là những dấu hiệu mà tiêu lớp thấy được của trận sóng thần là ở phía xa đại dương đột nhiên nổi lên một cơn sóng trắng rất lớn, nước biển đột nhiên rút xuống lộ ra một khoảng trống lớn, những bong bóng nước lớn trỗi lên và kỹ năng là ngay lập tức cô bé đã nhờ cha mẹ liên lạc với nhân viên bờ biển nhanh chóng yêu cầu du khách rời đi. Chỉ vài phút sau ngọn sóng thần đổ ập vào nút bãi biển. Đúng rồi, bạn trả lời hoàn toàn chính xác ha. Billy đã tránh được sóng thần nhờ những kiến thức và kỹ năng địa lý. Thứ nhất, kiến thức về sóng thần. Tức là khi mà nhìn thấy những cái dấu hiệu này thì Billy cũng đoán được rằng có một trận sóng thần sắp xảy ra. À, bởi vì qua môn địa lý, bé Billy đã được biết là gì? Khi mà ở phía xa, ngoài đại dương đột ngột nổi lên một cơn sóng trắng rất lớn, nước biển đột nhiên rút xuống để lộ ra một khoảng trống lớn, những bong bóng nước sủi lên. Đó là dấu hiệu của một trận sóng thần. Và khi mà biết được một trận sóng thần sắp đến thì cậu bé đã có cái kỹ năng ứng xử rất là phù hợp. Đó là gì? Đã nhờ cha mẹ liên lạc với nhân viên bờ biển để nhanh chóng yêu cầu du khách rời đi. Nhờ đó mà Tiêu Ly đã không chỉ cứu được bản thân mình mà còn cứu được rất là nhiều du khách tại thời điểm đó. Như vậy các bạn thấy là học địa lý quan trọng các bạn. Và rất là quan trọng, những kiến thức, kỹ năng địa lý thì có vai trò rất là to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Rồi, việc học kiến thức địa lý này, vai trò thứ nhất là gì? Kiến thức địa lý nó giúp chúng ta tìm hiểu về thế giới, tìm hiểu về quá trình thay đổi của các sự vật, hiện tượng địa lý. Rồi giúp chúng ta lý giải được sự tác động và những thay đổi trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Và giúp học sinh chúng ta trở thành những công dân toàn cầu. Chúng ta có hiểu biết và quan tâm đến môi trường sống xung quanh. À, chúng ta ghi cho cô những nội dung này vào vở. Địa lý giúp cho tìm hiểu về thế giới này. Sang lớp 7 chúng ta sẽ học địa lý các châu. Chúng ta tìm hiểu về các châu lục trên thế giới luôn. Về tự nhiên, về dân cư, kinh tế, xã hội, v.v. Rồi tìm hiểu về quá trình thay đổi của các sự vật, hiện tượng địa lý. Cái này thì xuyên suốt trong quá trình học địa lý luôn. Rồi chúng ta lý giải được những sự tác động và những thay đổi trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Trong quá trình học địa lý mình sẽ gặp những cái mối quan hệ này. Và giúp học sinh chúng ta trở thành những công dân toàn cầu, có hiểu biết và quan tâm đến môi trường sống xung quanh. Rồi ghi bài vào nha các bạn. Thấy biểu tượng tay cầm bút là ghi bài ha. Hân ngồi ngay ngắn lên con. Hân ơi, Lê Ngọc cho Hân ngồi ngay lên khỏi hại mắt luôn. Tài có thấy không con? Đào lên Tài dạ, có nhìn thấy rồi. Thấy không? Thấy rõ không? Em cũng thấy cái biểu tượng cầm tay như đó. Sao em? Em nói lại cô nghe nào Tài. Là em không thấy. Em không thấy gì hết hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Quách Chí Dũng đâu rồi? Thấy không con? Dạ có cô. À, từ đầu buổi giờ Tài có nhìn thấy không Tài? Giờ qua thấy đoạn vai trò của địa lý trong cuộc sống là em không thấy à? Bây giờ mới thấy hả? Dạ. Chắc là cái đường truyền nhà em, cái mạng nhà em yếu á. Chứ có thấy các bạn ghi bài bình thường mà. Nếu mà mạng yếu mà tải về chậm á, thì em có thể chụp lại màn hình để ghi đủ bài nha, kịp bài nha Tài.
Cô em xong rồi. Xong rồi cô. Ừ, xong rồi mời chờ các bạn nhé cô. Một số bạn chưa xong, có nhiều bạn đang đi. Xong rồi con. Rồi, rồi, xong rồi chờ các bạn xíu nha. Xong rồi mình có thể ngồi đọc sách giáo khoa nha. Rồi mình tiếp tục nhé các bạn. Chúng ta sang phần 3. Tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm và kỹ năng địa lý. Rồi các bạn đọc thông tin sách giáo khoa trang 111 và câu chuyện ở mục 2 cho cô biết việc nắm các khái niệm và kỹ năng địa lý có tầm quan trọng như thế nào. Vì là qua cái câu chuyện về bé Tiêu Ly ấy, thì các bạn thấy là việc nắm các khái niệm và kỹ năng địa lý có tầm quan trọng như thế nào. Bạn nào không giơ tay, tất cả mọi người đều phải suy nghĩ trả lời những câu hỏi của thầy cô, kể cả những bạn xung phong hay không xung phong thì cô cũng sẽ gọi. Bây giờ cô sẽ không gọi người giơ tay nữa mà cô gọi người không giơ tay. Cô mời bạn Trần Đăng Khoa. Đăng Khoa, bạn biết trả lời cho cô việc nắm các khái niệm và kỹ năng địa lý có tầm quan trọng như thế nào. Em nói to lên xíu, em bật mic anh Khoa ơi, Trần Đăng Khoa bật mic đã em. Dạ. Dạ, khái niệm khác phòng chống thần kỹ năng câu chuyện trên mê hoặc dựng. Cái gì vậy? Em không biết cô. Em không biết hả? Nguyễn Thanh Trà. Cô câu Việt Nam các khái niệm này và kỹ năng địa lý có tầm quan trọng như thế nào là có thể bảo vệ được chúng ta và những người xung quanh chúng ta khỏi những thiên và bão lụt gây ra. À, bảo vệ chúng ta, à, giúp chúng ta tránh khỏi những nguy hiểm từ thiên nhiên. Và gì nữa nào? Bạn Tài. Có thấy bạn Tài giơ tay hả? Rồi bạn bạn Phạm Lê An giơ tay nè, cô mời bạn An bổ sung. Dạ thưa cô, việc học địa lý còn giúp chúng ta phát triển nhiều kỹ năng như sử dụng bản đồ và xác định phương hướng phân tích và xử lý thông tin giải quyết vấn đề. Đặc biệt, địa lý còn giúp học sinh trở thành những công nhân toàn cầu có hiểu biết quan trọng về hiểu biết và quan tâm đến môi trường và môi trường sống xung quanh ạ. Rồi, việc học thứ nhất, khi mà chúng ta nắm được các khái niệm và kỹ năng địa lý, việc nắm khái niệm và kỹ năng địa lý đầu tiên sẽ giúp chúng ta học tốt môn địa lý. Mình nắm được khái niệm và kỹ năng địa lý rồi thì mình sẽ học tốt môn địa lý, chắc chắn là điều đó rồi. Rồi thứ hai là gì? Sẽ giúp chúng ta giải thích được các hiện tượng, các quá trình và các mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên. Rồi giúp chúng ta ứng xử phù hợp khi bắt gặp các hiện tượng thiên nhiên diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như bé Tiêu Ly á, khi thấy sóng thần sắp xảy ra thì bé biết cách ứng xử phù hợp. Rồi biết nữa là khi chúng ta về núi lửa, chúng ta sẽ biết được những biểu hiện của núi lửa.
khi học về động đất mình sẽ được cái biểu hiện của động đất và mình biết là khi mà xảy ra núi lửa động đất thì chúng ta cần phải làm gì. Và đó là cái cách ứng xử phù hợp của chúng ta trước các hiện tượng thiên nhiên diễn ra trong cuộc sống. À, rồi đó chính là những cái gì tầm quan trọng của việc học tốt các môn địa lý, nắm được các khái niệm và kỹ năng địa lý. Chúng ta sẽ ghi vào vở yêu cầu. Các bạn ghi vào vở nha. Trần Đăng Khoa bỏ tay xuống nha. Ghi bài nha. Khoa nãy giờ có viết bài không? Dạ có cô. Ừ, ghi bài vô. Rồi xong chưa? Dạ rồi. Dạ chưa, chưa cô. Bài nào chưa xong mình có thể chụp lại cái màn hình của cô nha. Xong rồi cô. Ừ, xong rồi. Dạ, dạ xong rồi. Xong rồi. Có thêm một số bạn thì viết tương đối nhanh. Có bạn thì viết chậm quá. Những bạn viết chậm cố gắng lên. Rồi về nhà, các bạn sẽ sưu tầm những câu ca dao tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Các bạn ghi vào vở và cô sẽ kiểm tra vào đầu giờ buổi học hôm sau khi mà có tiết địa lý. Rồi bài này thì cô không yêu cầu các bạn phải học thuộc đâu. Cô không yêu cầu các bạn phải học thuộc bài này. Các bạn chỉ cần đọc qua cho biết thôi. Riêng bài này các bạn đọc qua cho biết thôi. Nhưng từ bài sau trở đi các bạn phải học thật kỹ cho cô. Các bạn nhớ chưa? Câu này dạ. Ghi câu hỏi vô chưa? Các bạn ghi câu hỏi xong chưa? Dạ rồi. Ghi câu hỏi vô.